동맹 관광 단속인님과 대표단 여러분의 대구 방문을 진심으로 환영합니다. 자매 도시 대구를 방문해 주신 동맹 관광 다낭시 당석인과 대표단 여러분 진심으로 환영합니다. 베트남은 대구시의 3대 교육국으로서 어려운 글로벌 환경에도 대구에서는 다낭을 비롯한 베트남으로 가는 직항이 매일 있고 또한 체류 항구기에 Ngoài ra, có khoảng 40.000 người nước ngoài cư trú tại thành phố Daegu. Trong đó, 더운 날씨에도 방문해 주신 다낭시 대표 여러분들께 다시 한번 환영과 감사의 말씀 드리면서 tại thành phố Daegu ở đây ạ. Một lần nữa xin chân trọng cảm ơn. 네. 홍준표 시장님과 여기 관계 여러분께 인사의 말씀을 드립니다. 아,ngài trưởng và các quý vị đã dành thời gian đặc biệt là cái sự đón tiếp. 와, 여기 앉아 계신 여러분들께 이렇게 우리 귀한 시간을 내어 주시고 우리 sau hơn một năm chúng ta đã gặp nhau vào năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng. 20 năm ngày thiết lập các quan hệ ngoại giao hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Đài U. Trong 20 năm qua giữa hai địa phương và có thể khẳng định là Đà Nẵng thì có được đánh giá là hiệu quả nhất. 저는 대구와 다낭의 협력을 trên các lĩnh vực từ đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu. Tôi tin tưởng rằng trên cương vị thị trưởng thì ngài sẽ tiếp tục. 홍준표 시장님 지도 이하 그 우리 다낭과 thương mại và hợp tác quốc tế đã hỗ trợ phối hợp chặt chẽ để trong cái việc tổ chức. 대구 광역시의 정권을 감사 도움을 감사드립니다. 특히 국제무역 협력부와 예정할 베트남 한국문화 행사 있습니다. 그때 시장님을 초청하고 싶습니다. Trong thời gian tới thì tôi cũng rất là mong chúng ta sẽ tiếp tục 교류 하고 싶은데요. 그 우리도 MOU 체결식도 상호회의소에서 다낭 쪽에 상호성이 있는가요? Nhưng mà ban phòng công thương KCCI là chưa cố tại thành phố Đà Nẵng, cố thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời rồi ạ. 상호실을 설치는 해야지 교류가 되고 대구의 기업들이 회사를 해서 대구 기업들이 다낭에 진출할 수 ở đây là cố cục trưởng kinh tế có ở đây bây giờ đang chỉ thị là cục trưởng kinh tế và chúng tôi sẽ phối hợp với lại Đại Ngô về đạt được tốt nhất khi mà 지금 우리의 베트남 사무실이 호치민에 있는데 우리 대구시 사무실은 경제 자유 구역은 다낭에서 설립할 예정입니다. 특별한 정책을 정부에 받았습니다. 그래서 cái việc mà tại thành phố Đà Nẵng sẽ giúp cho chúng tôi thực hiện được các cái chính sách một cái bộ thông quan. 에서 많이 성과를 기여할 수 있을 것 같다고 생각합니다. 다시 한번 시장님께 감사합니다. 고맙습니다. 아반 아티전 좀 감사합니다. 대구 세자과정 먼저 대구시에서 준비한 기념품에 대해서 설명드리겠습니다.
Món quà này mang ý nghĩa rằng hai dòng chảy lớn là Daegu và Đà Nẵng gặp nhau và cùng hợp tác phát triển. Tiếp theo là món quà gửi đến từ thành phố Đà Nẵng ạ. 응엔 관광 다낭시 방송인님께서 홍준표 시대님께 전달하겠습니다. 기념품은 다낭시를 상징하는 이게 두 개가 있는데요. 전부 다 다낭시 대구시 그리고 이것도 다낭시 대구시를 나타낸 것이고 이렇게 서로가 화합한다는 의미를 담고 있습니다. 대구 지역에서 생산한 선글라스입니다. Và món quà tiếp theo là đó là cái kính mát được sản xuất ngay tại thành phố Daegu. Thế cả, chế chế.